vùng đèo Đá Chát, xã Ba Liên, huyện miền núi Ba Tơ. Những ngày này, sau khi thu dọn gỗ keo, người dân đốt dọn thực bì để trồng lại rừng. Việc bất cẩn khi đốt dọn thực bì rất dễ làm lửa lây lan, dẫn đến cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm ở địa phương là phải hướng dẫn cho người dân khi mà sau khi khai thác rừng thực hiện công tác vệ sinh rừng là đốt thực bì là phải có báo cáo với cấp chính quyền địa phương và nhất là báo cáo với lực lượng kiểm lâm. Đồng thời để mà thực hiện nó thì họ phải bố trí nhân sự ít nhất tối thiểu là từ 5 đến 7 người tại hiện trường để mà kịp thời xử lý nếu có tình huống xấu xảy ra. Thực tế những năm gần đây, thông qua việc tuyên truyền, người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực miền núi, càng có ý thức hơn trong việc phòng chống cháy rừng. Trong một khu này thì cái việc cháy rừng rất là có nguy cơ cao, nên là tuyên truyền bà con là không nên vút tàn thuốc bừa bãi, rồi khi mà bà con đốt ăn rồi đó rồi nên dập tắt cho nó hết lửa rồi khi chúng ta mới đi. Cái thứ hai nữa là khi mà có khu vực nào cháy lân cận cái rẫy của mình thì mình cũng nên tham gia. Cùng với người dân miền núi, những bạn trẻ tham quan ở những vùng rừng cạnh thác nước hay những cánh rừng ven biển cũng cần ý thức hơn trong việc sử dụng lửa để bảo vệ rừng trong mùa khô năm nay.